Nhiều hơn, chăm chỉ hơn, sau đó mới tăng lương. Còn nhân viên thì nghĩ, trời ơi, tại sao ta phải làm việc chăm chỉ lương để có một tí, 3 giờ tăng lương cho ta, ta mới làm việc nhiều hơn. Và cứ như vậy thì công ty làm sao mà phát triển được, bạn làm sao mà thành công được. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau bí quyết thành công, những điểm chung của những người như là Steve Jobs, Bill Gates, Donald Trump, Oprah Winfrey, Ronaldo, những người rất là thành công, nổi tiếng trên thế giới. Thì điểm chung của họ là gì? Đấy chính là work hard. Work, 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 work. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Nguyệt và hôm nay chúng ta sẽ học về làm việc. Trong lúc nghe mình chia sẻ, nếu bạn cảm thấy điều gì đấy làm cho bạn hứng khởi, hãy comment ở dưới để những người khác cũng được truyền cảm hứng nhé. Và để giúp các bạn luyện nghe tiếng Anh luôn thì mình sẽ không để cái phần sóc ở trên màn hình mà mình sẽ để nó ở phần mô tả. Cho nên các bạn cứ cố gắng nghe xem nó là cái gì, bởi vì ngay sau mỗi câu mình luôn dịch nó sang tiếng Việt. Nếu có cái từ nào các bạn không nghe thấy, các bạn có thể nhìn ở phần mô tả dưới nhé. Và những cái nội dung này chính là nguồn động lực mỗi ngày để mình cố gắng hết sức. Vậy thì nếu như mà bạn cũng muốn có động lực mỗi ngày, hãy lưu lại cái video này trong điện thoại và nghe lúc mà đánh răng rửa mặt vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Hôm nay mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện về chính cuộc đời mình. Cái hồi mà mình ra đây đi học cao học thì mình chỉ có 300.000 ở trong túi thôi. Sau khi mà trả tiền xe thì còn có 200.000. Thế là mình gọi điện cho đứa bạn thân của mình ở trên Cổ Nhuế xin nó ở nhờ vài tháng. Nhưng bây giờ mình có một trung tâm rất là nhiều người biết đến, đã từng dạy hơn 8.000 học viên và có rất là nhiều đồng nghiệp tuyệt vời của mình. Đặc biệt là mình có khoảng 200 companions đã và đang và sẽ mãi mãi đồng hành với mình trên con đường này. Và mình có một gia đình thật là hạnh phúc với một người chồng vô cùng tuyệt vời, một đứa con vô cùng đáng yêu. Và mình còn có 3 ngôi nhà ở Hà Nội nữa. Và tất cả những cái điều này có rất đúng là mình rất là may mắn. Nhưng bên cạnh đó thì cũng do là mình đã nỗ lực hết sức. Mình nói những điều này không phải để gây ấn tượng với bạn, mà mình muốn chia sẻ một điều rằng mình là Miss No One From Nowhere, một người không ai cả, đến từ nơi không đâu cả. Và có thể làm được những việc như thế thì bạn chắc chắn sẽ có thể làm được nhiều hơn. Mình không xinh đẹp, không thông minh, nhưng mình có một thứ, đấy là nói được, làm được. Có những hôm mình đang dạy học, now let's get started everyone, và mình tự dưng thấy họng của mình bị đau rát và có cái gì đấy tanh tanh ở trong miệng của mình. Hóa ra là bởi vì mình hét to quá cho nên là cái có một chút máu nó chảy ra và mình uống một ngụm nước và tiếp tục dạy học. Bởi vì mình hiểu rõ rằng nếu như muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, mình sẽ phải nỗ lực cố gắng rất là nhiều. Bill Gates, ông Bill Gates, mình không cần phải nói nhiều về ông này bởi vì là ai cũng biết đúng không? Một trong những người giàu nhất thế giới. He said, I'm in meetings a lot. Tôi tham gia họp hành rất nhiều. Then at night after the kids have gone to bed, I give long responses to those emails that I received during the day. Buổi ngày thì tôi tham gia họp hành rất là nhiều, và buổi tối thì sau khi mà con cái đã đi ngủ hết rồi thì tôi dành thời gian để trả lời những cái email mà tôi nhận được ở trong ngày. And over the weekend I do the same. Và kể cả cuối tuần ông ấy cũng làm việc. 25% of time I'm out traveling around meeting with customers. 25% thời gian của tôi là ra ngoài và gặp gỡ khách hàng. And that sort of helps me to think, okay, do we have the right priorities? Tức là cái điều đó nó giúp cho tôi nhận ra là chúng tôi đang có ưu tiên những cái phần trọng yếu nhất hay không. What are people responding well to? Những cái gì mà mọi người đang hài lòng. And what would they like to see us do better? Và những cái điều mà họ muốn chúng tôi làm tốt hơn để cung cấp cho họ.
Vậy thì ông Bill Gates, một trong những người giàu nhất thế giới, còn làm việc sau khi mà con cái đã đi ngủ, còn làm việc vào cuối tuần, thì chúng ta càng cần phải làm việc nhiều hơn, đúng không nào? Người thứ hai mà chúng ta sẽ học tập đấy là Cristiano Ronaldo, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, và mình tin là tất cả mọi người đều biết đến anh này. Và anh ấy chia sẻ rằng I try to do this every day and this is the reason why I am in a top level for many 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 years. Tức là tôi cố gắng luyện tập hàng ngày và đây chính là lý do giúp cho tôi giữ ở vị trí giỏi nhất trong rất là nhiều năm. The reason I'm successful, not because I'm confident, but because I'm willing to do the extra outside the pitch. Cái nguyên nhân mà tôi thành công, cái lý do mà tôi thành công không phải là vì tôi tự tin, mà bởi vì tôi sẵn sàng luyện tập nhiều hơn ngoài giờ. Vậy thì một cầu thủ bóng đá luyện tập từ cái hồi rất là bé, và mỗi ngày trong cuộc đời anh ấy đều luyện tập. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có luyện tập hàng ngày cho những cái gì mà mình muốn làm không? Người thứ ba mà chúng ta sẽ học hỏi hôm nay đó chính là Jack Ma, tỷ phú người Trung Quốc, một trong những người giàu nhất Trung Quốc và là người giàu thứ 18 trên thế giới. Chúng ta có biết câu chuyện học tiếng Anh của Jack Ma không? Trong vòng 9 năm liền, cứ mỗi buổi sáng, ông ấy đều đạp xe đến khách sạn Hàng Châu và ông ấy đem theo một cái quyển sách tiếng Anh. Lúc mà nhìn thấy, ông ấy đứng ngoài cổng và lúc mà nhìn thấy người nước ngoài đi qua thì ông ấy cố tình đọc cái vài câu tiếng Anh lên, và ông ấy cố tình đọc sai. He did it on purpose. He mispronounced words. Okay? Tức là cố tình đọc sai để gây sự chú ý cho người nước ngoài. And when foreigners heard that, they couldn't help looking at him and couldn't help correcting him. Và khi mà người nước ngoài nghe thấy như thế thì người ta không thể mà lờ đi được, người ta đến hỏi is that English or is that Chinese? Đấy là anh đang đọc tiếng Anh hay là tiếng Trung Quốc đấy? He said English. Ông ấy nói là tiếng Anh. Vậy là người ta nói phải nói như thế này, phải nói như thế kia, và người ta dừng lại và giúp đỡ ông ấy. Và trong lúc mà giúp đỡ như thế, then they started talking about something else. Và sau đó thì người ta có thể buôn những cái chuyện khác, nói chuyện những cái chuyện khác nữa. And he said that he learned not only English but also Western mindset. Ông ấy nói là không những ông ấy học được rất là nhiều về tiếng Anh, mà quan trọng hơn là ông ấy còn học được cái cách tư duy của người phương Tây. He learned many things that he had never heard from somebody in his neighborhood. Và ông ấy học được rất là nhiều điều mà mới mẻ hoàn toàn so với những gì mà ông ấy đã từng nghe thấy từ xung quanh. And that is the reason why I'm doing this for you. I want you to learn two things at the same time, killing two birds with one stone. Đây là lý do tại sao mình lại chia sẻ những cái video này với các bạn. Mình muốn kết hợp hai điều vào với nhau. Thứ nhất là các bạn học những cái điều hay nhất, những cái kinh nghiệm tốt nhất của những người giỏi nhất, thành công nhất trên thế giới. Và thứ hai, trong lúc đó thì chúng ta học luôn tiếng Anh. Bởi vì cái thành công của ông Jack Ma không những là chỉ về tiếng Anh, mà quan trọng là ông ấy học được cách tư duy của người phương Tây, cho nên ông ấy mới có thể thành công trong cái việc lãnh đạo Alibaba đến như vậy và trở thành tỷ phú giàu nhất từ Trung Quốc như thế. That is the reason why I'm doing this for you. I hate learning English just for tests. Mình ghét cái việc học tiếng Anh chỉ để thi. I want you to use English to support your working, to support your learning. Mình muốn các bạn sử dụng được tiếng Anh của các bạn để hỗ trợ cho công việc của các bạn, hỗ trợ trong việc học tập của các bạn. That is the most important thing about English. Đấy là cái điều quan trọng nhất liên quan đến tiếng Anh. Giống như cái điều quan trọng nhất của cái việc đi xe không phải là cái bằng lái xe, mà cái việc là bạn có đi xe một cách an toàn để đến địa điểm này, địa điểm kia được hay không mà thôi. The fourth person that we're gonna learn is Grant Cardin. Cái người tiếp theo mà chúng ta sẽ học đấy là Grant Cardin, tác giả của quyển sách Quy tắc nhân 10. Và ông này vừa là một tác giả, vừa là diễn giả, vừa là nhà đầu tư bất động sản và cực kỳ giàu có ở Mỹ. He said, do people know you because of your unbelievable work ethic? Tức là có phải mọi người biết đến bạn như một người có cường độ làm việc rất cao không? If people know that you work hard, they can count on you. Thì người ta sẽ tin tưởng bạn và muốn làm việc cùng bạn, làm việc cho bạn hoặc mua hàng của bạn. People need to know you for one major thing first. That is, you work. You produce. You are pushing every day. You're there every day. Người ta cần biết bạn một cái điều quan trọng nhất trước tiên, đó là bạn làm việc cật lực, bạn cố gắng nỗ lực hàng ngày, bạn tạo ra kết quả hàng ngày, bạn luôn luôn có mặt để thực hiện những cái việc cần thực hiện. The truth is, no matter how good your ideas are, cái sự thật là bất kể là cái ý tưởng của bạn hay đến như thế nào,
how good your audit. Không cần biết là cái khả năng làm việc của bạn tốt đến thế nào. How good your skill set is. Không cần biết là cái kỹ năng của bạn thành thục đến mức nào. If you're not working, you're not gonna make it. Nếu bạn không hành động, bạn không làm việc cần lực hàng ngày thì bạn sẽ không đạt được kết quả nào cả. The fifth person that we will learn from is Alex Morgan. Cô này đã đạt huy chương vàng Olympic quốc tế. She said, cô ấy chia sẻ là it's all about hard work, tất cả là nhiều chăm chỉ. It's all about going out there and practicing more than your component, more than your teammates every day. Tất cả là nhờ ra sân tập, ra phòng tập và luyện tập nhiều hơn so với đối thủ, luyện tập nhiều hơn so với cả đồng đội của mình. Hàng ngày, từng ngày một, every single day, từng ngày một. It's all about not slacking off và không có nghỉ ngơi gì cả. At the end of the day, there's no secrets for success. Cuối cùng thì không có một cái bí quyết nào để thành công cả. It's all about hard work, đã phải lao động vất vả miệt mài. The sixth person that we will learn from is Donald Trump. Người tiếp theo là Donald Trump. Actually, I don't like him and I'm scared when he is elected from this election in America, when he is now a president-elect. Mình không thích ông Donald Trump và mình cảm thấy gọi là hơi lo lắng khi mà ông ấy trở thành tổng thống Mỹ. But I have to admit that he worked so hard. Nhưng mà mình phải công nhận một điều là ông ấy làm việc với cường độ cực kỳ cao. And now he is in his 70s, right? Và bây giờ ông ấy cả 70 tuổi rồi đúng không? Actually, moving to the White House is a step down for him. Nhưng mà với ông Donald Trump thì cái tòa nhà mà ông ấy đang ở đã được giáp vàng, cho nên là xuống Nhà Trắng ở là cái chất lượng sống nó có bị giảm đi. Và ông ấy thực ra là không còn cần tiền nữa. Ông ấy hoàn toàn có thể nghỉ hưu, hoàn toàn có thể làm bất cứ việc gì mình thích. Nhưng mà bây giờ ông ấy dành thời gian để làm Tổng thống Mỹ. Okay, he worked so hard and not because of the money. Không phải vì tiền. The seventh person we will learn from is Elon Musk. Người thứ bảy mà chúng ta học đấy là Elon Musk. Ông ấy là một kỹ sư, một nhà sáng chế và một nhà đầu tư và vô cùng giàu có ở Mỹ. Và ông ấy chia sẻ rằng when I and my brother were starting our first company, khi mà tôi và em trai tôi khởi nghiệp công ty đầu tiên, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on a couch and we showered at the YMCA. Thay vì cái việc thuê một căn hộ nhỏ thì chúng tôi thuê một cái văn phòng nhỏ và ngủ ở trên ghế sofa. We just had one computer, so the website was up during the day. Chúng tôi chỉ có một cái máy tính thôi, cho nên là buổi ngày thì chúng tôi cho website lên. And at night, I was coding 7 days a week, all the time. Và buổi đêm thì tôi làm code và 7 ngày một tuần, tất cả thời gian. And I briefly had a girlfriend that period. Và lúc đó thì tôi có một cô bạn gái. In order to be with me, she had to stay at the office. Và để được ở cạnh tôi thì cô ấy phải ngủ lại ở văn phòng. So I worked hard, like every waking hour. Tức là cứ lúc nào mà mở mắt ra là làm việc. So if you wanna be successful, you need to work super hard. Và nếu mà bạn muốn thành công, chắc chắn là bạn sẽ phải làm việc rất là nhiều. You need to have a very strong work ethic. Bạn sẽ phải làm việc cần lực với cường độ rất là cao. Particularly, if you are starting a company, you need to work hard. Nếu như mà bạn muốn khởi nghiệp, bạn bắt buộc là phải cố gắng rất là nhiều. And if you do simple math here, when everybody else is working for like 50 hours a week, so if I work 100 hours a week, so I will get twice as much done in comparison with other people. Tức là chúng ta làm một cái phép tính rất là đơn giản thôi. Trong khi những người khác làm việc 50 giờ mỗi tuần và mình làm việc 100 giờ mỗi tuần thì cái kết quả tạo ra của mình sẽ gấp đôi so với những người khác. Vậy thôi. And the eighth person is one of my idols. Cái người thứ 8 chính là một trong những gọi là idols của mình. Đấy chính là Anthony Robbins. Và vài năm trước đây khi mà ông ấy đến Singapore để làm seminar ở đấy thì trong vòng 3 ngày mình tính nhầm sơ sơ là ông ấy thu được khoảng tầm 50 tỷ tính ra tiền Việt Nam. Đấy là số rất là lớn đúng không? Cả đời chúng ta làm việc chưa chắc đã có 5 tỷ.
người ta chỉ trong vòng 3 ngày có được 50 tỷ. Và ông ấy nói rằng là bạn bè của ông ấy, mọi người rất là ganh tị với ông ấy vì ông ấy có khả năng thiên bẩm, có thể nói trước đám đông. But he said that is far from the truth. Nhưng ông ấy chia sẻ rằng cái điều đó hoàn toàn khác xa sự thật. If you take action 10 times a day while other people act on a new skill once a month. Nếu như mà bạn hành động 10 lần mỗi ngày trong khi những người khác hành động một tháng một lần, you have 10 months of experience in a day, và bạn sẽ có kinh nghiệm của 10 tháng trong vòng một ngày. You will master the skill and will probably, ironically, be considered as lucky and talented. Và rất là nhanh thôi, bạn sẽ được mọi người nhận xét là có tài năng thiên bẩm này và rất là may mắn này. But because you work 10 times a day, nhưng bởi vì là các bạn cố gắng gấp 10 lần mỗi ngày, I became an excellent speaker because rather than once a week, I booked myself to speak 3 times a day to anyone who would listen. Tôi trở thành diễn giả tài năng lý do là vì thay vì mỗi tuần thuyết giảng một lần thì tôi đặt lịch là thuyết giảng một ngày 3 lần, cứ có người nghe là tôi thuyết giảng. Within a month, I have 2 years of experience. Cho nên trong vòng 1 tháng tôi có kinh nghiệm của 2 năm. And within a year, I have a decade's worth of growth. Và trong vòng 1 năm thì cái sự phát triển của tôi bằng với cả một thập kỷ của những người khác. My associates talked about how lucky I was to have been born with such an innate talent. Và các đồng nghiệp của tôi, những người quen của tôi, bạn bè của tôi nói rằng tôi thật là may mắn khi mà được sinh ra với tài năng thiên bẩm như vậy. It's all about hard work. Tất cả là nhờ lao động miệt mài mà thôi. Ok, và chúng ta vừa học từ 8 người vô cùng giàu có và vô cùng thành công ở trên thế giới về cái sự chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Sau khi mà xem xong, bạn có chăm chỉ hơn một chút nào không? Và ai là người ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất? Hãy chia sẻ ở dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Mình hy vọng là các bạn sẽ cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. This is Glenn Nguyễn. Goodbye.